Thế thôi. Ngon thật đấy. Ôi cả chả cần rau này. Ngon mà. Đang nóng ngon á. Rau ở dưới thì nóng này, chín hết trong nước mắm nó vừa đây nữa. Chín thì em chín. Chưa được. Quay này quay người khác. Bố anh Nam. Con này làm ăn kéo được. Lợn nướng người ta thì chín. Nhầm nhầm. Ngoài ơi. Thông báo lại giờ đi, bảo nó đi. Alo đây, alo. Nhóm ở trên nhóm, alo đây mới nghe được. Đang nhà thằng kia nghe được. Tập trung vào đây. Các quý vị, chúng ta hướng lên phía trước sân khấu nhìn trên màn hình TV vừa rồi là thước phim do các phóng viên đài truyền hình trực tiếp thầy ghi hình và xin phép được phát trong vòng khoảng 3 phút trong khuôn khổ liên hoan tổng kết cuối năm của tổ liên gia số 13 thuộc tổ 21 của Vườn Vũ. Em tôi có mời đến phóng viên truyền hình Phú Thọ và hai đồng chí đã tác nghiệp nay đã có kết quả và đưa lên xin phép Sở Văn hóa Thông tin được trình chiếu tại hội nghị tổng kết và